Xin chào các bạn, mời các bạn nghe hát thi giao duyên ở hội Kéo Lèo năm 2022 nhé. Hai chú đến từ Bắc Giang hát với hai cô gà ở Lạng Sơn đây. Để chéo chéo này thấy xấu ô tô lắm. Yeah.
Đúng rồi, đây nguy hiểm quá, xe đi nhiều quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah, 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 y
Yeah.
bỏ tổ lô cà bá chùi ơi lấy khổ. Con ra đường lắm, ra đường xong rồi mình đứng đây mình ra một tí thì được. Và từ lúc mấy giờ đấy? Hôm nay có ai ăn cơm đấy không? Không. Thế thằng Định nó làm lễ đâu ấy? Vướng cái tô lắm.
Chào ô tô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mi mày ác cô giá bộ nhà đóng đồ linh chiếu đà lê linh chiếu đà
bố mi ơi.